sông khấu trong cuộc đời sinh trong cảnh giới của tình bạn bình an vỡ lạc soạn giả Lâm Duy biên kịch và đạo diễn Ngô Văn Non cố vấn nghệ thuật nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chọn nhạc Nguyễn Hưng ánh sáng Dũng Đâu hiệu ứng kỹ thuật Trần Đông thiết kế sân khấu công ty VTVN giám đốc sản xuất Lê Tuấn Anh kịch bản Đừng Bỏ Âm xin được phép bắt đầu.